y tế, hiệp hội nam nữ của tầng Bình Đông. Thì hôm nay thì cũng được duyên lành, thì hôm nay thì cũng được cái ngày lành tốt về của mình ra là có lễ để mừng tận sắc ông về lợi tại tầng Bình Đông. Thì nay ban cái lễ thì tầng Bình Đông có sống ông đang chờ ông bà đến đây chờ ông Huyền Kim để xuống đây trước là cùng bảo để cùng ông ta cũng là cái lễ ghi sắc. Hôm nay cũng lại điện cho ông tự nguyện ông ta xin nhận lời về lễ để cùng bảo cho ban quốc tế cũng như ông Huyền cũng như ông Huyền Kim để chờ ông ta đưa ông ra xe về đây.
Thank you.
Thank you.
huệ là phát trầm á, trầm hương á, viên trầm á, với hoa, với xịt nước hoa. Thôi ra đường tỉnh lộ không có bông. Hai. Đấy. Có nhiều topper lắm, nhiều. Giờ lên tu số 4 ở nhà bác Hai con á. Ờ lên cho bác Hai quẹo xuống nè. Cái bắt đầu lên đường đầu lên đường tỉnh lộ 15 đi bộ luôn hả? Đi bộ hết về tới đình luôn. À bây giờ lên bác Hai. Giờ lên ngay cho bác Hai là quanh ra. Thương chưa? Thấy thương chưa nè, cho quay phim lên luôn. Rồi, chặn cái bánh bao luôn. Cưng chưa? Cưng chưa? We'll be right back.
thử theo đó mà trở ra chỗ nhà ông có hoành tráng, nhà của ba hoành tráng quá, cái nhà của ba hoành tráng quá. Ngủ không được hả cô ba? Lên tầng
rước ông về nha. Đây là cái đoạn à. Nè để rước chẳng hạn gì được. Dân người ta ra ta đón cái đoạn trước âm đi á, có bà ngoại đi 90 tuổi mà ra chào cái đoạn này nè. Đường hết rồi. Tại cái đường này nhỏ mà dân có ra đông lắm nè. Đó, dân nè. Chưa. Đây ta xin lọc gì ở đâu để mình xin thử coi. Xin lọc gì đây nè. Coi cái lọc gì anh? Dạ xin cái lọc đi chú. Lọc gì không? Lọc gì vậy? Lòng quá sao xin được. Đây. Thông cảm cho chị này nè, lòng quá xin luôn được nè. Không cho cái coi. Chạy theo. Chạy theo đi. Không lòng quá xin tới đâu. Lùng quá xin được mãi xin được ngoài. Vô đi. Hết rồi. Cái lọc nè, cái lọc của ông nè. Chắc mười mấy cây vậy chứ. Bốn cây vậy chứ đâu đến nổi xỉu. Mệt quá chịu luôn rồi. Không thở. Thank you.
Hả? Hả? Dạ dạ dạ. Nói mà nó đó. Xong đi, có người khác tới từ từ đã tới chiều. Này này khoan 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 đừng có đâu, cắm đây luôn đi, này này cắm đây luôn đi. Đây là lá sách của thời vua Tĩnh Đức Khắc Phong, thì cô bác ta chưa ngửi cái lá sách. Quý cô bác chúng ta giữ phương lành để tôi xin phép đại diện cơ quan quý tế đình thần tăng thần đông xin được tuyên đọc lá sách của thời vua Tĩnh Đức Khắc Phong và bằng vị nghĩa để cho toàn thể cô bác ở đây chúng ta được thường lắm. Sách bản cảnh thần hoàng đô thần quy tạng quả hậu chính trực hữu thiện chi thần hậu quốc tế dân nẩm tứ linh ứng tứ kim tri ân cảm mệnh nghiến niệm thần hôn cả gia tạng quả hậu chính trực hữu thiện tôn nhân chi thần nhân chủng gia đình thần lên tây thượng tổng tâm thần đắc cơ năng y phụ phục sự thần kỳ tướng hộ bảo ngã lê dân con tay tự đức vũng nghiêm thật nhất quả vì thật phụ nhân. Đây là nguyên nhân của lá sách và theo là phần nghĩa. Và đây là tiếp theo nghĩa của lá sách này. Ai cho micro ngoài? Ai đổi được cái micro? Một phần định nghĩa như sau. Sách cho bản cảnh thần hoàng tôn thần vốn được ẩn là hoàng hậu chính trực hữu thiện chi thần bảo vệ con nước che chở cho dân lâu nay linh ứng tỏ rõ đã từng được hội ơn ban sách chuẩn cho thờ phụng nay đúng dịp cẩm áo thừa mặc cả sang lớn lớn phúc của thần nên gia ẩn cho thần là hoàng hậu chính trực hữu thiện tôn nhân chi thần vẫn đúng tôi là âm thần ông tổng lên tây thượng thần gia đình thờ phụng như trước
hàng ấy hãy bảo vệ giúp đỡ cho em của ta chính cảnh ấy. Ngày 29 tháng 11 năm thứ năm niên hiệu Tử Đức tức dương lịch 1852, đây là nguyên văn và trình duyệt của lá sách và cho toàn thể quý vị được tường lạc hay là phạt. Đến nhà luyện đọc. Thank you.
tay quá à.